quyền gồm có hai phần thượng và hạ. Các bạn đang xem huấn luyện viên Phạm Minh Cảnh biểu diễn phần thượng bát trảo. Bài quyền giới thiệu 8 thủ pháp của phái Đường Lan. Bát trảo thượng hạ được trưởng môn Triệu Thúc Khê chế tạo sau này nhằm tổng hợp các tuyệt thủ pháp của các bang phái. Bài quyền được cấu tạo và mang một sắc thái khá đặc biệt, thiên về sử dụng quyền hơn là sử dụng cước. Người tập sử dụng đoản kiều hơn là trường kiều, nhưng cũng không kém phần hiệu quả và mỹ thuật.